À, xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với cả mọi người một cái điều về việc đặt tên. Thì thực ra là tuần nay ngồi tìm cái tên cho cháu thứ hai nhà tôi, cháu sắp sinh khoảng cuối tháng 7 này, cháu sinh. Cho nên là cũng ngồi tìm cái tên cho cháu, làm sao cho nó phù hợp với cả một số những cái tên, làm sao để cho nó khi sinh ra nó phù hợp với cả cái mức năng lượng của bản thân. Thì thực ra mọi người cũng biết rồi, tên nó là một thứ rất là quan trọng trong đời người. Cho nên cái việc đặt tên hay, thực ra không phải là hay theo cái kiểu mà nó hoa mỹ hay nó như thế nào, mà nó phải phải phù hợp. Vấn đề quan trọng nhất của chúng ta là phải tìm được một cái tên phù hợp. Thì tôi có một cái câu chuyện vui như thế này. Tôi muốn làm cái video này, thực ra không phải để khoe, mà để cho mọi người định hình lại cái tư duy về việc đặt tên cho nó hợp lý. Tại vì sau này nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều nhiều thứ. Chắc chắn ở đây thì có rất nhiều những bạn trẻ sau này sẽ lập gia đình và sinh con. À, tôi chả biết để cái gì ở đây để cho các bạn nhìn. Thì giới thiệu cho các bạn một quyển sách đặt tên, là cái quyển của Tôn Nguyệt Hoa này. Cái quyển tên hay kèm điều tốt. Quyển này nó khoảng bao nhiêu trang rồi nhỉ? 500 trang. Nó nói về một số những câu chuyện và cách đặt nó cũng rất hay. Hoặc là nếu mà các bạn nghiên cứu cách đặt thì các bạn phải đọc thêm hai quyển nữa, một cái quyển Danh Tiếng Học Toàn Thư, quyển đấy khoảng 800 trang, và một cái quyển liên quan đến việc đặt tên theo tứ chữ, à đặt tên tên nguyên lý đặt tên theo dịch học, không nhớ một cái tác giả nào, nhưng mà ba quyển đấy cộng vào nó khoảng 2.000 trang đấy. Quyển đấy đặt tên, đọc đặt cách đặt tên. Thì quay trở lại cái việc mà nói về cái vấn đề câu chuyện là hôm trước thì có lướt mạng lướt Facebook này, thế là trong một cái hội nhóm tử vi nào đó không không nhớ tên, là có một chắc là có một bạn bạn up lên, bạn bảo là bạn đặt tên con như thế này. Thì có một bạn bạn ấy comment là người này thì năm nay là năm thổ, đặt đặt tên là Hồng. Mình bảo đặt tên là Hồng, Hồng là nghĩa là màu đỏ, là hỏa, thì nó bổ trợ cho thổ, sinh thổ. Mình bảo quái, đã từ bao giờ mà sử dụng triết lý âm dương ngũ hành của Trung Quốc mà lại sử dụng cái nguyên tắc đặt tên của tiếng Việt, sau đó lại suy ra âm dương ngũ hành. Thế là mình định comment, nhưng mà mình bảo thôi, trên mạng nó nhiều thứ, nhiều vấn đề, cho nên là mình đọc mình cười thầm rồi mình bỏ qua. Thì những bạn nào mà không biết tiếng Hán đặt tên, các bạn không biết cái chữ Hồng ấy, nếu mà theo cái nguyên lý mà các bạn đặt theo kiểu nó là màu đỏ, thì cái chữ Hồng đấy nó có cái bộ bộ mịch, nó có cái bộ mịch có nghĩa là cô đơn, và nó có một cái bộ nữa là cái bộ công. Bộ đấy nó như kiểu là làm lao lao động, cho nên cái tên Hồng nó không hay. Còn nếu mà không đặt theo cái tên tên là Hồng là đỏ đấy, thì cái bộ Hồng nó lại có bộ thủy đấy, nó có bộ thủy là nước. Thế cho nên là riêng về cái vấn đề mà chúng ta xét về yếu tố âm dương ngũ hành, chưa xét về lá số tử vi xem khuyết thiếu cái gì, thì người mệnh thổ nếu mà đặt tên là Hồng thì nó có bộ thủy thì nó là không hay. Thổ thủy nó tương khắc, trừ khi trong bản mệnh của người ta quá nhiều hỏa thì mới cần thủy để chế. Nhưng vấn đề là quá nhiều hỏa thì nó sinh mệnh nó cũng tốt. Cái vấn đề là tốt hay xấu ấy, thì thực ra là phải có lá số tử vi để xem sinh thần bát tự, xem cái đó nó thiếu khuyết thiếu cái năng lượng nào, thì để mình sẽ dùng cái tên để mình bổ trợ lại cái năng lượng đó. Cho nên là trong quá trình lịch sử các bạn thấy là cái việc đặt tên nó rất quan trọng. Có rất nhiều người hay là những trong lịch sử thì có rất nhiều các cái danh nhân, người ta còn lấy tên hiệu, người ta còn lấy tên tự là để người ta thay đổi cái mức độ năng lượng trong từng thời kỳ. Người ta rất giỏi, các cụ ngày xưa rất giỏi. Cho nên là đây hôm nay là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cái vấn đề liên quan đến chuyện tên đặt như nào cho nó hợp lý, và đưa ra một số những cái ví dụ cho các quý vị và các bạn biết để trong cái năm nay thôi thôi nhá, còn năm khác thì nó khác. Và cũng phải nói luôn là tôi sẽ sử dụng cái căn cứ là trong năm nay, năm Tân Sửu này, thì nó là thiên can là gì, địa chi là gì, ngũ hành của nó là gì, thì một số những cái tên nào thì phù hợp với cả những cái đó. Còn tất nhiên là mỗi một người trong mỗi một hoàn cảnh sẽ cần một cái tên khác nhau. Các bạn hiểu không nhỉ? Ví dụ giả sử như nếu chúng ta sẽ xét tổng quan thì cái thổ thì năm nay chúng ta sẽ đặt những cái tên mà có bộ hỏa này, hoặc có bộ thổ này, hoặc có thể là kim, để chúng nó mang tính chất tương sinh theo ý theo nguyên tắc ngũ hành. Còn tất nhiên là bây giờ tôi không thể nói chỉ trong một video mà nói về quá nhiều các thứ được. Ví dụ như nói không thể nói qua về
lịch tiết khí, về tiết khí, về lịch pháp hay là về bất kỳ dịch học, là tên cái đấy nó có sẽ có rất nhiều thứ để phải lo nghĩ đấy nhá, chứ nó không hề đơn giản, không có một cái gì, một cái nguyên tắc nào mà tìm hiểu mà nó lại đơn giản cả, đấy là phải chú ý. Và nên, bởi vì cái tên nó đi theo vận trình của con người cả đời, cho nên là nên tìm hiểu cái tên nó kỹ càng một chút, đặt cho nó chuẩn một chút, không nên đặt những cái tên là tại sao có những người theo cái tên đấy nó đen đủi, và có những người có cái tên đấy nó may mắn. Và các bạn để ý mà xem, tất cả những cái người mà có lãnh đạo cấp cao hay là những cái doanh nghiệp lớn, những cái người đứng đầu đều có những cái tên rất là hay và phù hợp với người ta, không phải tự nhiên mà người ta có, người ta như thế thế đâu, nó sẽ là luôn luôn có một cái gì đấy nó phù hợp nhá, luôn luôn có một cái gì gì đấy phù hợp. Cho nên là ngày xưa ấy, trong con nhà quan ấy, người ta tìm hiểu cái việc đặt tên này nó rất là ấy. Hôm nay thôi quay trở lại, chúng ta sẽ hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn một vài những cái tên phù hợp với cái ngũ hành của năm sinh và thiên can địa chi của cái năm Tân Sửu này. Còn tất nhiên nếu mà để chuyên sâu hơn thì các bạn còn phải lập lá số tử vi để xem trong cái bát tự đó thì khuyết cái gì. Khuyết cái gì thì chúng ta sẽ tìm những cái tên nó bổ trợ lại cái việc khuyết. Ví dụ khuyết thủy thì chúng ta sẽ đặt tên những cái tên nó có bộ thủy, nó mang cái năng lượng lượng thủy để nó bổ trợ lại cái việc yếu khuyết đó. Và các bạn nhớ là trong nguyên lý ngũ hành thì người ta có cái câu là sinh khắc đồng công, có nghĩa là tương sinh hay tương khắc nó đều có những cái công lao như nhau, lúc cần sinh thì phải sinh mà lúc cần khắc thì phải khắc. Ví dụ như là nhiều thổ quá mà nó quá nhiều thì nó sẽ bị làm sao nhỉ, thổ nhiều quá thì nó hỏa nó sẽ bị yếu, bởi vì nó không thể kịp sinh cho thổ được, cho nên là nó bị khuyết hỏa. Thì thổ nhiều quá các bạn phải lấy những cái tên là như thế nào, ví dụ các bạn sẽ phải lấy là những cái tên thủy để nó chế lại, hoặc là những cái tên là kim để thổ nó sinh kim đó. Cho nên là lúc nào, không phải lúc nào tương sinh nó cũng là tốt đâu, chúng ta phải xem xét một cách kỹ càng, chứ cứ nhìn thấy sinh thì lại bảo tốt thì không phải nhá. Thôi để xin các bạn miếng nước đã. Bây giờ khoảng 6 giờ sáng, hôm qua xem Euro xong không ngủ được, nên là dậy sớm khoảng 4 giờ, sau đó ngồi nghiên cứu mấy cái tên. Đầu tiên là nghiên cứu tên cho cậu con trai sắp ra đời. Cái thứ hai đó là có một vài anh chị bạn bè nhờ đặt cái nghiên cứu đặt cái tên giúp cho các cháu. Ok. Việc đặt tên này nó cũng quan trọng cho nên cần phải nghiên cứu. Sách vở ở cha là phải nhiều. Nhất là từ điển. Nó không thể, tôi không thể nhớ được hết tất cả các chữ Hán. Không thể được, mình không phải là một nhà nghiên cứu về ngôn ngữ học, cho nên là việc đấy thì nó phải tra cứu và phải tính toán. Cái gì nó cũng phải chắc chắn, chứ riêng là làm đã làm cho người khác thì nó phải làm cho mình có thể xuề xòa, nhưng mà làm cho người khác thì nó phải chuẩn, nó phải chắc chắn. Các bạn phải hiểu có một vấn đề là như sau nhé. Phàm là tất cả những cái vật thể ấy, thì nó đều phải là có tên để phân phân biệt. Con người nó khác con vật là ở chỗ đấy, chúng ta biết cách đặt tên cho sự vật sự việc để chúng ta phân phân biệt nó, cho nó biết được cái nào với cả cái nào. Và con người ấy, riêng con người thì cái tên nó càng quan trọng. Nếu bạn nào đã đọc Đạo Đức Kinh thì các bạn đã biết, trong Đạo Đức Kinh thì Lão Tử có viết rồi là cái gì nhỉ, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu, có nghĩa là nhiều khi ấy, là mọi thứ chưa có tên thì lúc đó trời đất mới chỉ bắt đầu thôi, còn khi đã có tên rồi thì nó bắt đầu sinh sinh sôi. Nó giống như một con người ấy, lúc chưa sinh ra thì chưa có tên, còn sinh ra rồi bắt đầu chúng ta sẽ đặt tên, và cái đặt tên đấy được ghi lại bằng việc lấy giấy khai sinh nhá. Còn tất nhiên trong lịch sử thì các bạn cũng đã biết là lịch sử văn minh của loài người thì bắt đầu khi vạn vật có những cái tên và nó có những cái ý nghĩa rất lớn, nó có những cái ý nghĩa cực kỳ lớn, nó bao gồm những cái, những khi người ta đã đặt đặt tên cho nó ấy, thì nó đã bao gồm tất cả những thông tin, ví dụ như là từ tâm này đến hình này đến nghĩa đến số đếm đến lý lẽ. Cho nên là cái tính linh động của cái tên này nó rất là quan trọng. Và từ ngày xưa rồi, ngày xưa rồi, bây giờ thì những cái sách về đặt tên nó ít. Sách này toàn sách của ngày xưa thôi, ví dụ cái sách Tôn Nguyệt Hoa Tên Hay Và Điều Tốt này là tôi từ cái sách này là từ năm 2005. Bây giờ không có. Đấy. Và các bạn phải hiểu là cái tên nó cực kỳ quan quan trọng nhé. Và khi mà mọi người nhận biết điều đấy, mọi người mới bắt đầu cái khoa đặt tên, khoa học của việc đặt tên này nó khá là
bắt đầu phát triển và nó ứng dụng rất nhiều thứ vào trong cái việc đặt tên này. Thì chúng ta sẽ phải phải xem xét kỹ cái vấn đề đó. Thì đây là tôi chỉ nói qua một chút thôi nhá. Và các bạn phải hiểu là cái họ tên ấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc tính cách và hoạt động giao tiếp của con người nhé. Nó có đấy, có đấy. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc giao tiếp. Bởi vì các bạn sẽ nhận thấy ra lúc ngày xưa chúng ta đi học ấy, thì cái mà tên hay hay bị giáo viên chú ý. Tôi là giáo viên đấy, bạn nào mà có tên hay hay là tôi cũng hay hay chú ý. Có nghĩa là cái mức độ năng lượng tác động từ tên của bạn đó đến tôi, mặc dù tôi chưa biết bạn đó là ai nhé, nó đã khác với những bạn khác rồi, đúng không? Các bạn nhận ra mà xem, nhiều khi các bạn là bên nhà tuyển tuyển dụng ấy mà các bạn nhìn thấy một cái hồ sơ tên hay hay thôi, các bạn đã chú ý rồi. Đấy, thì các bạn phải hiểu là tại sao chúng ta chú ý, chứng tỏ cái mức độ năng lượng tác động của cái tên đó đến chúng ta là có vấn đề, đúng không? Nó sẽ tăng cái cường độ, nó sẽ khác so với những cái tên khác bình thường trong xã hội. Cho nên là cái việc mà để đặt được một cái tên tốt cho bản thân thì nó cũng rất là ok. Và với cả hay nữa là loài người chúng ta có giao tiếp với nhau bằng việc cũng dùng ngôn ngữ và lời nói, cho nên là cái việc mà để giới thiệu cái bản thân chúng ta đối với người khác ấy, để xưng hô ấy, thì nó cũng rất là quan trọng. Mà cái tên hay ấy nó cũng giống như là một cái bài nhạc ấy, thì các bạn đọc cái tên lên nó có tiết tấu, nó có cái độ mà kết hợp với nhau nó tốt, thì nó cũng giống như là kiểu một cái bài nhạc hay đấy, nó có thanh điệu, nó có sự bằng chắc, trầm bổng, cao thấp, mạnh yếu, ngắn dài kết hợp với nhau đấy, cho nên là nó cũng rất là đấy, đấy cái khoa đặt tên nó là một khoa quan trọng nha. Đấy, mà vấn đề là nó lại thông qua cái gì, thông qua cái khí quản của mình, cơ thể đấy, sau đó truyền đến tai, rồi nó đi truyền đi từ âm thanh, nó sẽ kích thích cái gì nhỉ, kích thích những cái ở trong não bộ kiểu thế. Thế cho nên là chúng ta là nghe đến một cái tên hay, một cái tên đặc biệt, chúng ta cũng bắt đầu chú ý rồi. Đấy là cái mà chúng ta phải phải để ý nhá. Nói như nào nhỉ, tên họ nó có thể hiện trí tuệ hay không à? Tôi nghĩ là có. Một việc tên đặt tên trong cho một con người nó quan trọng. Và các bạn để ý nhé, rất nhiều quốc gia, nhất là Trung Quốc, những cái quốc gia Á Đông hay kể cả các quốc gia trên thế giới, nó có một quá trình của bọn nó còn đổi tên, các quốc gia nó đổi tên. Thế cho nên là cái việc mà nó thể hiện một cái trí tuệ, một cái ước mong của cái người đứng đầu cái quốc gia đó thì nó cũng thể hiện rất là lớn. Mà cái chữ mà tôi thấy ở trên thế giới này mà nó là một cái chữ cực kỳ hay, đó chính là chữ Hán. Bản thân cái chữ Hán nó là kết tinh của hàng năm, vài nghìn năm của cái văn hóa Trung Quốc, và nó nổi bật nhất ở cái chỗ là nó có tượng. Tức là nó là chữ tượng hình. Một ý nghĩa trong đó nó đã có rất nhiều những cái tượng khác nhau rồi. Có nghĩa là nó thể hiện một cái hình tượng nào đấy mà người nghĩ ra, người ta muốn truyền tải. Cho nên cái việc đặt tên hay ấy, chúng ta đặt thông thường các bạn thấy tên ở Việt Nam chúng ta hay là sử dụng tên Hán Việt. Đúng không? Ngay cả tên tôi Minh Đức đấy nó là Hán Việt. Với cả cái chữ Minh Đức đấy nó có một ý nghĩa, và thông thường ý nghĩa đấy nó được thể hiện rõ ràng khi nếu các bạn viết chữ Hán ra, hoặc là ở đây nếu mà các bạn nào mà đi 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 lên văn miếu các bạn xin chữ ấy, xin tên của mình ấy, thì các bạn phải hiểu là tên của mình mang ý nghĩa gì, cái tên đấy được viết cái chữ Hán nó là cái gì. Còn các bạn viết chữ quốc ngữ ra thì đôi khi nó cũng được thôi, nhưng nó không thể hiện quá nhiều ý nghĩa trong cái tên. Nhưng mà chúng ta cũng phải chấp nhận là không phải là đề cao văn hóa Trung Quốc, nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận là văn hóa Việt Nam chúng ta chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc rất nhiều, và cái chiều sâu về văn hóa thì phải công nhận đi là Trung Quốc nó là một cái nôi của nền văn minh nhân loại rồi. Cái gì hay thì chúng ta học học tập, chứ chúng ta cũng không cần phải quan trọng là của Trung Quốc hay của Việt Nam, cứ hay thì chúng ta học thôi. Đấy nó là cái quan trọng của kiến thức, là học tập và lan tỏa, chứ không nên là bó buộc là cứ nghe thấy tàu là vứt đi, cứ nghe thấy tàu là ấy mà xính ngoại xính tây, tây phương, tây phương cũng có cái hay mà Hán học nó cũng có cái hay nhá. Cho nên là nhiều cái nó hay lắm, nói chung là hay. Bây giờ để quay trở lại cái vấn đề chính, đó chính là giới thiệu một số những cái bộ tên mà hợp với cả cái năm Tân Sửu này nhá. Đầu tiên thì chúng ta phải nói về cái vấn đề liên quan đến gọi là cái gì nhỉ? Thiên can địa chi. Thiên can địa địa thiên can địa địa chi. Còn nói chung là thực ra là như nào nhỉ?
Để nói về cái tên này thì nó nhiều lắm. Bao giờ bạn nào mà có điều kiện thì chúng ta có điều kiện mà rảnh rỗi có thể qua chỗ tôi, chúng ta qua thư phòng của tôi, chúng ta ngồi với nhau một vài tiếng để nói chuyện về cái vấn đề đặt tên này. Bây giờ phải nói về cái vấn đề thiên can địa chi trước can địa chi này, để các bạn hiểu cái nguyên lý sinh khắc trong việc đặt tên, để chúng ta có thể tự sau này chúng ta tự đặt tên cho con cái của chúng ta được mà, họ Hà. Gì ấy nhỉ? Ở đây. Lùi lại đây một tí. Đầu tiên nhá. Giáp. Giáp Ất thiên can địa chi là Giáp Ất Bình Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý đúng không? Chưa? Nói chung là nó cũng có nhiều cái hay lắm. Cái chữ giáp nhá, ban đầu ấy nó sẽ viết là như thế này này. Mà như nào ấy nhỉ? Đây à, xong rồi à, một gạch như này, đây là cái hình tượng của cái chữ giáp. Đố các bạn biết đây là hình hình tượng cái gì đấy? Nó giống như là một cái cây ấy mà mọc trên một khoảng đất lớn, và đây này, cái chỗ này đó là cái cây này, chỗ này cái hình tượng của nó là ở đằng sau nó có mặt trời đi lên. Có nghĩa là cái chữ giáp ấy nó giống như là mới ban ban đầu đấy. Đấy là tôi đang muốn giải giải thích của cái thiên can địa chi thôi, thì qua cái hình hình tượng của cái chữ Hán. Tiếp đến là cái chữ Ất thì bắt đầu nó như như này, khi mặt trời mới ló ló dạ thì bắt đầu cỏ cây mềm yếu nó bắt đầu sinh sinh sôi nảy nở. Nhưng cái chữ Ất ngày xưa cổ văn nó viết là như này này, đấy, nó như kiểu là một cái cây cỏ ấy, mới mà nó gọi là như nào nhỉ, trưởng thành. Trong mỗi một chữ này nó đều có ý nghĩa. Tôi giải thích cái này để tí nữa chúng ta dẫn 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 ra những cái chữ mà chúng ta cần biết, học cái gì thì nó cũng bắt đầu từ cội nguồn. Mà tất nhiên là nếu mà những cái bài cơ sở nó mang tính chất lý thuyết hơi mạnh, hơi cao và chúng ta không thể vượt qua được cái tính nhàm chán của cái sự lý thuyết này thì để đi sâu vào nó sẽ rất là khó khăn nhá. Đấy. Giáp Ất rồi đến 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 cái gì? Bính đúng không? Đến cái chữ Bính đúng không? Chữ Bính nhỉ, chữ Bính thì hơi khó nhớ nhỉ. Nó là cái gì ấy nhỉ? Đầu tiên là có một gạch ngang này để nhớ lại đã xem nào, rồi hai cái này này, sau đó thì đến bộ như này, đấy, đây là cái chữ Bính, nó như kiểu mặt trời, rồi bắt đầu đến cái chữ Đinh, nó tượng trưng cho những cái kiểu người trưởng thành, sau đó là chữ Mậu, rậm rạp tươi tốt, Bính Đinh Mậu, rồi đến Kỷ, cái chữ Kỷ là bắt đầu là thể hiện cái việc ghi nhớ này. Rồi vạn vật bắt đầu nhô lên hình dạng mà bắt đầu có thể ghi nhớ. 10 thiên can này ứng nhá, tí nữa nó đến thiên cái thiên can tân của năm nay tôi sẽ nói. Bắt đầu sau đó đến Canh là những thứ có thể là thu hoạch được để bắt đầu tích góp lại, bắt đầu đến mùa đến đến cái mùa 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 xuân. Và đến cái chữ tân là có nghĩa là sự mới, người mới, vạn vật đều mới. Cái chữ tân nó hình tượng của nó như kiểu là gọi là cái gì nhỉ? Mà cái cúng bái, cái việc là cái sự cúng bái. Cho nên là những cái người mà sinh năm Tân ấy, thông thường là cái năm Tân nó thể hiện một cái sự mới mẻ. Mới mẻ, cái năm Tân Sửu này cũng là một năm khá được. Đấy, còn cái chữ Sửu trong cái ý nghĩa của 12 địa chi thì bắt đầu là như này. Khi nó bắt đầu từ Tý thì cái địa chi đó, cái Tý nó là cái sự xuất hiện của vạn vật mới, mới, nghĩa là nó vẫn còn rất mới. Sau đó thì đến cái chữ Sửu thì có nghĩa là gì? Bắt đầu nó có cái sự khí lạnh nó bắt đầu đi xuống và nó cái âm khí nó bị ức chế, nghĩa là nó sẽ sáng dần lên đúng không? Tý Sửu dần Mão đúng không? Nó sáng dần lên. Nghĩa là cái Sửu ấy nó là cái sự mà bắt đầu cái khí âm nó bắt đầu giảm xuống rồi. Nó bắt đầu giảm xuống rồi. Cho nên cái năm Tân Sửu nếu mà thể hiện ra một vấn đề là nó sẽ có sự tươi mới từ những cái năng lượng dương. Bởi vì khi năng lượng âm nó bắt đầu đi xuống cái năm Tân Sửu, cho nên là khi nó đã tươi mới bằng cái năng lượng dương và cái năng lượng âm bắt đầu đi xuống thì cái năm này nó phù hợp với việc đẻ con trai hơn đẻ con gái. Người dương mà cái năng lượng dương đi lên và năng lượng âm đi xuống, cho nên là những cái nếu mà nữ mà đẻ năm Tân Sửu thường là sẽ không hay bằng nam, bởi vì cái năng lượng dương nó bắt đầu mạnh hơn cái năng lượng âm. Đấy là phân tích về cái mặt năng lượng nhá. Còn ngũ hành thì bạn nào cũng biết rồi, Tân Sửu ngũ hành thuộc thổ, Tân Sửu ngũ hành thuộc thổ và nó thiên can địa địa chi nó đều có cái tác động như vậy. Và khi là ngũ hành thuộc thổ
cái năm mà đang ngũ hành thuộc thổ thì các tháng nó tương hợp với cả cái ngũ hành đó. Thông thường sẽ là những tháng liên quan đến hỏa, có nghĩa là 5, 6, 7 âm. Được chưa? Có phải tháng 1, 2, 3 là tháng mùa xuân đúng không? Là thuộc mộc đúng không? Sau đó 4, 5, 6 là tháng thuộc gì? À tôi xin lỗi, 4, 5, 6 âm lịch là những tháng liên quan đến 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 thuộc hỏa. Sau đó 7, 8, 9 là những tháng liên quan đến thuộc kim. Và cái những 3 tháng cuối là 10, 11, 12 là thuộc thủy. Vậy thì cái năm nay nó chỉ không hợp nhất với cả 3 tháng cuối cuối năm thôi. Ngũ hành thuộc thủy thôi. Còn lại là tất cả các cái ngũ hành kia nó đều ok. Thực ra cái ngũ hành thuộc mộc nó rất là hay bởi vì nó tương quan với cái mức năng lượng của cái năm Tân Sửu. Cái ngũ hành thuộc mộc, bởi vì các bạn phải hiểu là phải có thổ thì nó mới dưỡng được mộc. Thổ và mộc bản thân nó không tương khắc nhau đâu nhá. Thì hỏa thì nó sinh sinh thổ rồi, cho nên là đẻ vào cái mùa nóng, những mùa hè tháng 4, 5, 6 âm thì tốt. Thổ thì nó sinh kim, cho nên là nếu mà giả sử đẻ vào cái tháng mà 7, 8, 9 là cái tháng thuộc kim ấy, cái tháng mùa thu ấy, thuộc kim ấy thì nó cũng rất là tốt. Nhưng mà nó thường thường là thổ với kim thì nó hợp với cả cái người nam hơn 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 người nữ nhá. Năm nay thì với cái mức năng lượng đó thì nó sẽ hợp nam hơn chứ 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 nó không hợp nữ. Và cái ngũ hành của nó thực ra tân nó cũng ngũ hành nó thuộc kim rồi, còn sửu thì các bạn biết rồi, tứ mộ thì nó sửu mồi thì thuộc thổ, cho nên là bản thân là cả cả cái thiên can và địa chi nó cũng tương hợp với nhau. Nhưng tất nhiên là địa chi sinh cho thiên can thì nó là ngược, thì nó tương hợp thì tương hợp nhưng nó vẫn không phải là một cái quá là hợp lắm, tại vì thiên thiên can phải sinh cho địa chi thì nó mới là hợp nhất. Nhưng thôi, nếu mà về cái mức năng lượng nó tương sinh thì nó cũng là tốt rồi. Đấy là về cái đấy nhá. Thôi thì nói chung là quy luật ngũ hành sinh khắc thì chắc là bạn nào ở đây cũng biết. Còn luật thừa chữ, luật trạng thái, cái mà được ngày tháng tháng năm ấy thì đấy thì nói rồi nhá. Đấy là người ta gọi là luật thừa chữ. Được chưa nhỉ? Còn nếu mà cái ý nghĩa sâu xa thì chúng ta sử dụng các quẻ cũng được, nhưng mà nếu mà giải thích ở trên này thì nó sẽ hơi lâu. Ở đây chúng ta sẽ thôi thì nói hẳn về các chữ đi. Các chữ đi để tôi sẽ nhớ lại một số những cái chữ nào đấy là ngũ hành thuộc thổ và hỏa nhé. Ngũ hành thuộc thổ và hỏa nhé. Chủ yếu là ngũ hành thuộc thổ và hỏa thôi. Chứ nếu mà để tất cả các chữ thuộc ngũ hành thuộc kia thì nó cũng hơi nhiều ấy. Hơi 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 nhiều đấy. Thế để xem cái chữ nào thuộc ngũ hành thuộc hộ thổ với cả thuộc hỏa thì để giới thiệu cho mọi người. Giới thiệu cho mọi người mấy cái chữ đấy. Còn để mà nói về cái đặt tên thì nó nhiều lắm. Đây ngũ hành thuộc hỏa nhé. Ngũ hành thuộc hỏa. Ngũ hành thuộc hỏa nó có mấy 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 cái chữ sau này. Các bạn có thể đặt đinh thì chắc là chả ai đặt rồi, nhưng mà có thể là họ cái chữ đinh nó bao gồm hai nét nhưng mà nó bao gồm cái sự ưu tư và suy nghĩ, không nên đặt tên là thế, đặt tên là đinh bỏ đi, tên là nhị thì thực ra là cũng được, mặc dù nó cái ngũ hành nó cũng thuộc hỏa nhưng mà thường là làm sẽ làm cho nếu đặt trong tên mà có cái tên đệm hoặc là cái tên đấy của nó thì tên thật thì thường là nếu mà cái này thì bị cái vấn đề liên quan đến trong cái trong 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 cái mức năng lượng của về cái bát tự thì nó sẽ dễ liên quan đến vấn đề bị ốm, cho nên cái tên là nhị thì không hay. Tên là lực cũng được, tên là lực ai mà đẻ năm nay mà con trai là tên là lực cũng hay đấy, cũng hay đấy. Nhưng mà thông thường cái chữ lực ấy bởi vì nó có cái bộ đao ấy, cho nên là nhiều khi là hơi cô độc một tí nhưng mà mạnh mẽ, phù hợp với những người nào mà có la số tử vi cơ nguyệt đồng lương thiếu mạnh thì mình đặt. Còn nếu mà sát phá tham mạnh quá đặt thêm nữa thì nó hơi mạnh nữa thì nhiều khi nó lại cũng không hay. Chữ nào nhỉ? Đặt tên là nhật cũng được, đặt tên là nhật, đặt tên là nhật. Nhật thì hình tượng của nó là mặt trời rồi, có bộ mải cũng được ok. Nhưng mà đặt tên là nhật thì thông thường sẽ tìm những cái lá số tử vi nào mà một là bạn nam đẻ buổi tối thì cái năng lượng mà hỏa của nó ít, cái năng lượng về cái mặt thái dương yếu, có thể là đặt tên là nhật. Đặt tên là thái cũng ok, chữ thái cũng có năng lượng hỏa, đặt tên là thái cũng được. Thiên, hiên, chữ thiên cũng ok, nhưng mà cái chữ thiên này
Thì thông thường thì nếu mà để bổ trợ cho những bạn nào để buổi tối, tại vì chữ thiên nó có một cái ý nghĩa là nó là ban ngày. Chữ đôn là tên là đôn cũng được, mang năng lượng hỏa đấy, nó có bộ hỏa. Chữ đôn hơi hiền đúng không? Đại là tên là đại cũng được, là tên là đại nhá. Tên một cái năm nay có một cái tên là đại là rất đẹp, khá đẹp. Tên đại đán, đán đông, tên là đông cũng được. Nếu đấy là những cái tên mang năng lượng hỏa nhá, đông này. Tên là điền, điền thì cũng được đấy, nhưng mà trung niên vất vả, khoảng đấy nó vất vả. Mà những người mà có chữ điền thì tức là điền thì phải về già mới được hưởng. Chữ trì cũng hay, hào phóng, thoải mái, nghĩa hiệp, trì, trì nhá, trì. Tên là gì nữa nữa nhỉ? Tên là toàn, chữ toàn cũng được, chữ toàn ok, chữ toàn khéo léo, đặt tên là toàn được. Đồng, đồng cũng có mức năng lượng hỏa. Tên là lợi cũng được, tên là lợi cũng có mức năng lượng hỏa. Linh, chữ linh được ok, nhưng mà cái chữ linh này thì dùng cho tên là nữ nhá. Chữ linh này dùng cho tên tên là nữ, chữ linh cũng mang được cái cho năng lượng hỏa đấy. Trường, trường thì dùng cho tên nam. Định, định cũng cũng được, định. Đồng, đồng. Viêm, chữ viêm này thì nó là có bộ hỏa luôn, hai bộ hỏa. Nhưng mà cái chữ viêm này cẩn thận, nếu mà ai mà có năng lượng hỏa quá nhiều thì hỏa nhiều thì nó khắc thủy, cẩn thận thì sẽ bị bệnh, cái bệnh liên quan đến đến đường thận. Chữ viêm này cũng được, chữ viêm này cũng được. Tuấn, chữ Tuấn được ok. Cái tên Tuấn này nó cũng khá là tốt, nhưng mà phải đến khoảng trung niên mới bắt đầu, khoảng 30 đổ ra mới bắt đầu là ok được. Đấy nhá, đấy là những cái tên mà mang năng lượng hỏa tốt cho cái năm nay. Tuấn thì chắc là đặt là nam thôi, đúng không? Thái thì nói rồi, chữ Huyền. Cái chữ Huyền này cũng được, nhưng mà cái chữ Huyền này phải đặt cho nam, không phải là đặt đặt cho nữ. Tên Huyền này nó không phải là cái tên Huyền kia đâu. Nhá, Ánh. Chữ Ánh này cũng được, nhưng Ánh này là Ánh nam, không phải là Ánh nữ. Thường là tên nam hơn, tại vì năm nay đẻ con trai sẽ tốt hơn con gái. Ừ. Chữ gì nữa, tên gì nữa, Tùng. Tên là Tùng. Tùng hay cây, cây cao. Đặt là Phong cũng được, đặt là Lãng cũng được, đặt là Lãng cũng được. Lê, quả lê ấy, quả lê ấy. Tên đấy thì cũng ok, cũng ok, cũng được. Thái, chữ Thái cũng ok đấy. Thái hình như nói rồi thì phải. Mấy cái tên mà nó cũng bình thường nhỉ, không có cái gì quá là ấy. Chữ Đức năm nay cũng được, chữ Đức năm nay cũng được. Điệp cũng được. Tiến, chữ Tiến, chữ Tiến ok, cũng 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 ok đấy. Đạt, đạt cũng được. Chữ Đạt, đạt là có bộ xước. Đó, đây, đây. Đó, bộ xước. Chữ Đạt, đặt tên là Trần được các bạn nhé. Đô, Lăng, Long, Lục, mấy cái tên này ok đấy, mấy cái tên đấy là được. Lệ, nhưng mà lệ này không phải là cái tên lệ của con gái, mà lệ này nó là lệ, mà cái chữ lệ có 17 nét đấy, cho con trai. Nhưng thông thường ở Việt Nam thì không ai đặt tên là lệ cho con trai cả, tại vì mọi người không hiểu về ý nghĩa của cái tên tên đấy. Tên là Lâm cũng được nhá. Đới, Đạo, nhưng mà nó phải kết hợp, nó phải biết kết hợp, phải biết kết hợp các cái mức độ năng lượng của với nhau. Thông thường là để dễ nhất thì các bạn cứ tìm cái bộ hỏa hoặc bộ thổ đấy. Để tôi xem là các cái chữ nào thuộc thổ đây. Chữ thuộc thổ thì đầu tiên nó là chữ Ất rồi, một nét giống như cái chữ Z này, này. Ất ấy, nó chính là cái thứ hai đấy, đấy. Chữ Ất đấy. Được chưa? Nhưng mà không ai đặt tên con là Ất cả đúng không? Đặt tên là Sơn cũng được, Sơn là núi ấy. Nhưng mà cái Sơn này thì hơi khắc, khắc cha khắc khắc mẹ. Quân,
Đây là quân được, đây là mức năng lượng thổ nhá. Những cái tên mà tôi đọc ở cái sau 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 cái ất là những cái tên mà có mức năng lượng thổ thổ nhiều. Thế nói chung là chúng ta chỉ cần tìm những cái thổ với cả hỏa thôi. Còn kim thì để sau đi, đặt tên là vương cũng được. Vương. Vương. Vĩnh. Vĩnh. Cái tên Vĩnh này thì lại hợp với con gái hơn. Hợp với con gái hơn. Khuê. Khuê cũng được. Khuê này là cái chữ khuê này cũng khá 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 là tốt. Ý. Ý cũng được. Chữ ý. 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 Tên là ý. Ok. Ừ, mấy cái tên là Phương, tên là Phương. Được, Phương viên mãn, hạnh phúc. Đấy, tên là Dư cũng được, tên Dư này là dùng cho nam không phải cho nữ. Dư. Đấy, Uyển, Uyển. Thanh Tú, cái chữ Uyển này rất hay nhưng mà không thấy ai đặt cả. Tại vì có vẻ như là để kết hợp với cả cái tên cái chữ Uyển này khó với cả còn họ nữa. Cho nên là cũng hơi hơi khó. Chữ Uyển này thì dùng cho nữ nhá. Cái chữ Uyển mà có 8 nét ấy. Chữ Uyển mà có 8 nét ấy. Vân. Chữ Vân cũng được. Vân này là đặt cho nam, không phải phải cho nữ. Hào cũng được. Hào thì là cho nam. Vượng cũng được. Khuê. Cái chữ Khuê này thì lại là dùng cho nam nhé. Khuê này không phải dùng cho nữ. Khuê, cái chữ Khuê có 9 nét ấy. Chữ nào nữa nhỉ? Chữ nào mà nó trông nghe có vẻ là được. Nga. Chữ Nga cũng được, thật thà. Thành cũng được, chữ Thành cũng ok đấy. Thành có luôn cái đấy. Đoạn thì không hay. Chữ Đoạn này cũng được nhưng mà không hay lắm, nghe nó không hay đấy. Chữ X cũng được, Hiên. Chữ Viên cũng được, Hồ cũng được. Được, nói chữ Duy. Cái chữ Duy này khá 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 là ok đấy. Dung. Dung nhưng mà cái chữ Dung này lại dùng cho nam không phải dùng cho nữ. Chữ Dung này không phải là cái chữ liên quan đến vấn đề tốt đẹp mà là cái chữ Dung này nó lại là chữ thể hiện cái vật liên quan đến sự ôn hòa và hiền hậu. Cho nên nó hợp với cả việc nam hơn. Không phải là nữ, không phải là cái chữ Dung mạng kia. Lam. Lam, Lam nhé, không phải Nam nhé. Lam trông giống như kiểu ca sĩ Thanh Lam ấy. Kiểu thế. Việt, chữ Việt cũng được. Chữ Việt mà để năm nay bạn nào đặt tên là Việt. Việt mà để là cái năm Tân Sửu này hợp hợp đấy, cái tên là Việt này hay đấy nhá. Tên là Việt là hay, tên là Cảnh cũng được. Cảnh là phải đặt tên cho tên nam nhá. Thường là năm nay là tên nam nhiều hơn. Anh, cái tên Anh này là sự thanh nhàn nhưng mà nó lại là thanh thanh nhàn trong cái việc công danh sự nghiệp không phải chuyện tình cảm, cho nên cái tên Anh này thường là nếu mà đặt cho nam thì hay hơn đặt cho nữ. Đặt cho nam thì hay hơn đặt cho nữ. Đặt tên là Anh. Có cái tên nào nữa không nhỉ? Tra từ điển đấy. Dung. Đặt tên Dung này cũng được. Cái chữ Dung này là chữ đức độ. Đức độ. Dung. Cái tên Dung lúc nãy bảo rồi thì phải. Đó. Nhá, những cái tên đấy là những cái tên khá là được. Những cái tên đấy là những cái tên khá là được. Bài này nó chỉ là một bài ở bên ngoài thôi. Còn chủ yếu là các bạn nên, nếu mà các bạn muốn xem kỹ càng, các bạn nên mua sách về các bạn đọc thêm. Thì trong đấy người ta đã nói rất nhiều rồi. Ví dụ như tôi giới thiệu luôn cái bộ sách này. Bộ sách này không phải của tôi nhá, của Tôn Nguyệt Hoa ở Trung Quốc. Ví dụ này này. Đấy. Người tôi tìm cho các bạn luôn là cái những cái tên không nên cho người tuổi Sửu nhất. Đây nhá, tìm luôn cho các bạn xem này. Đấy, trong này nó có hướng hướng dẫn cả, chứ thực ra là tôi cũng không cần là phải lòe bịp ai cả. Mọi người có thể tự mọi người mua sách về mọi người nghiên cứu được. Đặt tên nó là một cái quan trọng đấy. Đây nhá, trong cái quyển sách này nó có cả cái gọi là cái gì nhỉ? Nó có cả cái tên tục này, tên chính thức này, tên tự này, tên chữ, tên hiệu này, biệt hiệu, biệt danh này, tên giả, tên nghệ 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 sĩ. Mọi người có thể đặt thoải mái luôn. Nhưng mà chủ yếu là mọi người cứ đặt tên ấy, ấy đi. Đấy, cách đặt tên cho con này trong trong cái quyển này hay lắm. Cái quyển này hay mà. Đấy, rồi người ta còn phân tích bút danh cơ. Phương pháp đổi tên như nào, nói chung là có rất nhiều, rất hay. Đâu rồi nhỉ? Để tìm cho mọi người cái chỗ mà trong các cái tên mà đặt cho cái năm nay nhé,
cái năm Tân Sửu nhé. Đây, từ từ đã. Những không nên cho người tuổi chuột. Tân Sửu đây rồi, tí rồi đến Sửu thôi. Đây. Người tuổi Trâu nhá, là năm nay nhá. Đặt tên cho người tuổi Trâu này. Người tuổi Trâu. Vì đây là chúng ta mới chỉ xét mỗi là năm Sửu thôi nhá, nó có rất nhiều. Các bạn còn phải xét thêm thiên can này, ngũ hành này. Rồi nếu các bạn nào chuyên sâu hơn thì xét cả về dịch, xem quẻ quẻ gì. Đây ví dụ nhá, thông thường Trâu ấy thì người ta sẽ dùng những cái tên có bộ thảo. Cái bộ này nó là bộ trong tiếng Hán. Trong tiếng Hán, bộ thảo nghĩa là cây ấy. Đây, cái chữ thảo này là cỏ này. Đấy. Nhân này là khoai này, ngải này. Đấy những cái tên đấy. Thế là cửu, đây, thiên này, chữ tùm này, chữ khung này, lợi này, chi này, miêu này. Đấy. Đấy là những cái tên. Được chưa? Thì ok chưa? Các bạn có thể tìm theo bộ. Ở đây người ta đã có là bộ thảo rồi. Thì để tôi hướng dẫn các bạn cách tìm luôn, chứ thực ra là cũng không cần là phải giấu giếm gì cả. Đây nhá, đây là cái lịch sinh hoạt của cái điện thoại của tôi, cái lịch sinh hoạt này. Đây này, các bạn tải cái ứng dụng này về này, các bạn tải cái ứng dụng này về này, từ điển chữ Hán này, các bạn bấm vào này, sau đó các bạn bấm cái nhận tra theo bộ thủ này. Đấy, ví dụ ở đây nó bảo là tra theo bộ thảo, các bạn có thể tra xem cái tên nào hợp với cả của mình mà các bạn nghe thấy ok. Đấy, bộ thảo đấy, các bạn tìm. Đây là các bộ, đây là cho những người mà không biết tiếng nhá, mà đọc để các bạn tra cứu được cái tên nào trông có vẻ hay. Và nếu mà các bạn có gặp những cái cao nhân nào có thể biết cách đặt tên thì các bạn có thể là liệt kê một vài cái tên mà các bạn thích ra, tại vì nó còn phải không bị trùng với cả các cái người ở trong gia đình nữa, đúng không? Thì các bạn phải liệt kê một số cái tên, sau đó các bạn cứ tìm cái bộ ở đây này. Đấy, bộ ở đây, ví dụ ở đây là người ta bảo là bộ gì đây, bộ thảo đúng không, tìm luôn cho các bạn bộ thảo đi. Trong này cái bản này nó lại không có cái search mà chúng ta phải ngồi tìm. Đây bộ thảo nhá, các bạn nhìn thấy bộ chữ thảo chưa, chữ thảo là nó gần như hai cái cây ấy vào nhau ấy. Đây là bộ thảo này. Đấy, các bạn bấm vào đấy này. Đó, bạn bấm vào đấy này, đợi tí nó đang hơi bị lag một chút. Đấy, nó sẽ ra nhá, nó sẽ ra được các cái tên đấy, được chưa, các cái tên mà có bộ thảo mà các bạn có thể tìm kiếm những cái tên. Ví dụ các bạn có thể đặt tên là Chi này, tên là Chi này, thì các bạn sẽ hiểu được là ý nghĩa của cái Chi này nó là cái gì. Ví dụ Chi này nó là một loài nấm, nhưng mà đặt tên con người mà mang ý nghĩa một loài nấm có vẻ nghe như là nó không cao lắm, đúng không, mà trông nó lại phải ký sinh, nó không có cái sức, nó không có cái sức sống riêng của nó. Đây là tên chữ Chi. Đấy, hiểu chưa? Đó, đây là hướng dẫn luôn nhá, chứ chả giờ giấu nghề làm gì cả. Hay là đấy, nói chung là cái này các bạn chúng ta hoàn toàn có thể tự nghiên cứu được, bởi vì nó là một môn khoa học, nó không có cái gì khó khăn hết. Đây, trong sách vở nó đã ghi rất rõ ràng rồi. Đấy, những chữ có bộ quai xước. Đấy, vì hình dáng bộ quai xước giống chữ rắn và bộ dậu trong tam hợp. Rắn là tị đúng không? Tam hợp tị dậu xỉu. Đấy, bộ có chữ điểu, bộ vũ liên quan đến con gà. Thì tam hợp tị dậu xỉu thuộc kim. Năm nay là thực ra là năm thổ thì nó cũng khá ok. Đấy, ví dụ như là các bạn có thể những chọn, ví dụ những cái tên như này, tuần này, liên này, tiến này, địch này, tuyển này. Nhưng các bạn phải hiểu đúng cái chữ này nó mang ý nghĩa gì nhá. Sau này còn biết tên mình mang ý nghĩa gì. Không, người ta hỏi là tên bạn mang ý nghĩa gì. Để các... hoặc là cha mẹ muốn đặt cái niềm tin hoặc là cái mong muốn của mình vào được vào người con là như gì, mong muốn tiền tài, địa vị, danh vọng, học thức, hay là mong muốn sức khỏe, mong muốn hạnh phúc, thì thường là người ta đã mang một cái tên rồi, kiểu thế. Đấy, đây. Nên chọn những cái bộ mà có cái bộ thủy này này. Đấy, ví dụ nếu mà chọn bộ thủy đấy, kiểu thế, bởi vì thủy sinh mộc, ví dụ thế. Đấy nhá, hay là những bộ miên, nói chung là không nên, hoặc là những cái mà không nên đặt này này. Đây, những cái chữ mà không nên đặt đây, chữ tâm này này. Tâm này, chữ trung này, chữ di này, chữ điềm này, chữ hằng này, chữ ân này. Được chưa nhỉ? Đó. Đấy, hiểu chưa? Nói chung là có rất nhiều. Bạn nào mà có thời gian thì nên nghiên cứu. Nhá, có thời gian thì nên nghiên cứu và đọc thêm cho tôi quyển danh tính học toàn thư nữa. Quyển đấy cũng rất là tốt. Chưa? Được rồi.
khoảng như thế này thì để mọi người hiểu được là cái việc đặt tên nó không phải giải nghĩa cái tên, chúng ta phải giải nghĩa theo đúng tiếng Hán vì chúng ta đang dùng nó để chúng ta đặt và dùng luôn là triết lý của người người ta. Còn nếu các bạn chỉ cần đặt tên để nghe cho hay thì thôi, không cần quan trọng. Còn nếu nó có hợp hay không thì cái đấy thì nếu các bạn giả sử các bạn không quá coi trọng cái sự vật, sự việc, cái sản phẩm hoặc là ngay đến cả người thân của mình không quá coi trọng, các bạn đặt tên nào cũng được, kể cả tên xấu cũng được, tên không hợp cũng được, không sao, đấy là quyền tự do của các bạn. Nhưng mà nếu mà ai đã muốn, đã coi trọng đấy thì cái việc đặt tên, kể cả cái tên tác phẩm của người người ta cũng cực kỳ là người ta quý 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 trọng nó lắm ấy, đúng không? Cho nên là việc mà đặt tên là cực kỳ là đấy, nên chúng ta nên nên nói chung là để tìm hiểu một cái vấn đề gì sâu xa thì chúng ta nên đầu đầu tư thời gian vào cho nó. Còn nếu mà không đầu tư được thời gian thì chúng ta nên đầu tư một cái khác để những người đã đầu tư thời gian rồi người ta giúp đỡ. Đấy là việc bình thường trong xã hội nhá. Thôi được rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài sau. Chúng ta vẫn gặp nhau vào thứ tư là lịch chính về tử vi. Hôm nay chúng ta tôi chỉ thực ra là vừa mới ngồi đọc xong và nghiên cứu xong ra một vài cái tên hay để đặt cho con trai mình thì tôi chia sẻ luôn cái đấy với cả mọi người thôi, bởi vì tự nhiên lại thấy cái việc này nó cần 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 thiết và có hai cái câu chuyện mà đọc được ở trên mạng nữa, thế cho nên là cảm thấy là cái việc này là cần thiết chia sẻ với mọi người. Được rồi, xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào bài sau nhá. Nhớ là đang dịch bệnh, mọi người hãy tự phòng bảo vệ bản thân nhá, đi đâu nhớ đeo khẩu trang. Rồi, xin chào.